Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của em. Và em là Cường Kiên Thần. Em là một chuyên gia đồ high hand, đồ second hand hay còn được gọi là đồ hàng thùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với kênh YouTube của em vào lúc 20 giờ tối hàng ngày. Và hôm qua thì chúng ta đã bán hết tất cả các mã sale ngày 5 tháng 5. Thật là dã man. Và em thấy rằng là kiểu em bán được hết thì em rất là kiểu... Nói chung là em rất là kiểu ham cái việc đấy là bán được hết sạch sản phẩm. Nhân viên nhà em làm luôn tay luôn chân đấy, kiểu vậy. Thế nên ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với một sản phẩm mới. Chúng ta sẽ tiếp tục với sản phẩm, đó là sản phẩm rất nhiều người hỏi em, đó là quần kaki. Ngày hôm nay thì em sẽ lên kaki với mức giá là 180.000 cho một sản phẩm, bao check chính hãng toàn quốc, bao ship toàn quốc và bao mở hàng ra kiểm tra. Em bán như thế này suốt một khoảng thời gian để gọi là anh em có được những sản phẩm ngon nhất, chứ còn bây giờ đối với em lời lãi nó không quá quan trọng nữa rồi. Và ngay bây giờ hãy cùng Cường Kiên Thần khám phá quần kaki ngày hôm nay nhé. Và ngày hôm nay quần kaki của chúng ta sẽ có mã là mã C, từ C1 đến C50 à? 45 mã. Đầu tiên là mã C1, chúng ta sẽ đến với thương hiệu N2 Play. Con này thì đọc là N11 chứ không phải N2. Con này là một con kaki màu xanh tím than. Và chúng ta sẽ có một con kaki đến từ Hàn như thế này. Cốt kiếc này, tem Hàn đấy ạ. Chúng ta sẽ có một con kaki với chất kaki khá là mỏng và mềm nhá. Nhưng mà nó là quần chính hãng. Và giá thì sao? 180.000 ạ. Bụng 86, dài 102 và ống 18 ạ. Đồ mới quần, anh em nhìn cái gấu là biết này. Tức là bây giờ em sẽ lên clip theo đúng cái kiểu đấy, là lên cái là phải bán được hết luôn cả một cái clip. Mã 2 ạ. Bụng con này là khoảng không phải là khoảng, bụng con này là bụng cố định hàng của Giordano nhá. Đây, vẫn là những cái brand rất là to. Riêng liên quan đến quần thì nó không có nhiều brand kiểu Adidas, Nike giống kiểu bọn Polo đâu, nhưng mà đây là những cái brand to nhất rồi. Và đây là hàng mở kia nước đầu tiên, Giordano, với bụng 88, dài 90 và độ rộng ống là 21. Mã này sẽ là mã C2 với một con màu kem. Độ mới con này khoảng 95% nhé. Con này thì ai mà kiểu gọi là không quá cao mà bụng vẫn kiểu béo béo ấy là không phải cắt gấu đâu. Tiếp ạ. Cứ đúng thông số mà mặc thôi ạ. C3 chúng ta sẽ đến với thương hiệu Number 9. Lại tiếp tục là một con hàng của Hàn, với tem ở đây mọi người nhìn này, tem Made in Korea. Ui dồi. Đấy, đọc rất là dễ. Bụng 80, dài 99 và độ rộng ống là 18 nhá. Con này màu màu đen ạ. Một con kaki mỏng, màu đen. Quần kaki mà bán giá 180 thì chắc là nhà em bán này. Mà cái hàng thương hiệu to này, mở kệ nước đầu tiên. Em không nói chuyện với hàng đuôi anh em nhá. Giordano tiếp này, và những thương hiệu nổi tiếng ạ. Chúng ta sẽ đến với Giordano với mã C4, bụng 88, dài 100 và ống 15 nhá. Con này thì màu kem đậm. Cái này thì gọi là màu, con này gần giống kiểu màu vàng bò anh em nhé. Đó, rất đẹp. Tiếp đi ạ. Kaki em cũng sale luôn, sale thế cho nó chơi nghe. Tiếp tục mã 5, C5, bụng 80, dài 98 và độ rộng là 18. Chúng ta sẽ đến với hang ten. Và đây là một con quần Âu mặc theo kiểu phong cách kiểu com lê nhá. Com lê veston ạ. Chúng ta sẽ có một cái phần rất là hay của hang ten, đó là nó sẽ có một cái phần đai chun co giãn. Thực ra là nó chỉ tăng được vòng bụng khoảng đâu đó khoảng 2cm thôi, không quá nhiều. Đây là mã C5 ạ. Chất là chất quần Âu nhá. Và nó là hàng chính hãng, hàng xịn ạ. Tiếp ạ. Mã tiếp theo chúng ta sẽ đến với Gentleman với mã C6, bụng 80, dài 100 và ống 18. Chúng ta sẽ đến ngay với một cái con với rất nhiều họa tiết ở phần đai quần. Đây là một con quần màu kem nhạt. Kaki ở trong kiện Hàn thì đa phần đều là màu kem hoặc là màu kiểu màu vàng bò ấy. Màu đen với màu xanh tím than thì thực ra là ở trong kiện nó vẫn có nhưng mà nó không được mới. Thế nên em cũng không lấy quá nhiều về. C7 à, chúng ta sẽ đến với Amblo. Amblo là một cái thương hiệu mà xuất hiện rất nhiều ở trên áo. Là một cái, thứ hai nữa là nó cũng là một trong số những thương hiệu tài trợ cho rất nhiều đội bóng. Con quần này là Amberlo và dòng của nó là dòng gốp, thế nên cái vải của nó sẽ gần giống như vải gió nhé, màu kem. Bụng 84, dài 100 và ống 22. C7, độ mới rất cao nhé. Và em nói luôn là em bao mở hàng ra kiểm tra trước khi nhận giúp em. Con này màu kem nhạt.
Mã tiếp theo chúng ta sẽ đến với Gen Việt với mã 8. C8 bụng 86, dài 88 và độ rộng ống là 19 ạ. Cái hàng này thì không cần phải check nhiều đâu, bởi vì nó là một trong số những con hàng kiểu nồi đồng cối đá, rất dễ check giá. Đây, 95-96%. Và chúng ta sẽ có một cái con không có một vết bẩn nào cả. Quần rất là đẹp và giá thì bao nhiêu? 108 là cái giá mà sát sàn sạt gốc của anh em ạ. Không thể nào bán rẻ hơn được nữa đâu. Bán rẻ hơn là em vỡ nợ ấy. Aniquilo này, mới đét luôn. Với mã C9 chúng ta sẽ có bụng 88, dài 109 và ống là ống 19 nhá. Con này là dòng gốp luôn nhá. Cái vải của dòng gốp nó gần giống như vải gió ấy, nhưng mà nó lại thiết kế theo dạng quần kaki. Anh em biết cái dạng vải mà nó rất mỏng, mát mà lại thiết kế theo kiểu form lịch sự không? Đấy, để cho những anh em đi đánh gốp. Con này đẹp này. C10 bụng 80, dài 100 và ống 23. Chúng ta sẽ đến với Airboss. Đây là một con kaki màu rất đẹp. Đấy là điều đầu tiên nhé. Điều thứ hai là con này mới lắm này. Em nhìn kỹ này. Mới chưa? Đó, con này cứ đúng form mà vã thôi anh em. 180 thì chắc gì đã mua được quần hàng chợ. Chứ đừng nói là cái kiểu gọi là kaki chính hãng này. Mã tiếp theo ạ, chúng ta sẽ đến với thương hiệu Camel. Ôi, quần của Camel màu rêu này, đẹp chưa? Cái màu, cái thương hiệu Camel này thì chắc là các chú mà trên khoảng 60 tuổi các chú sẽ biết nhiều hơn. Chứ còn bây giờ bảo thanh niên mà biết thương hiệu Camel thì em cũng không biết là mọi người có biết không. Bụng 80, dài 92 và ống 17 ạ. Con này là mã 11 nhá. Cái khoảng bụng 80 là một trong số những cái khoảng bụng mà ai cũng mặc được. Đa phần người Việt Nam đều là bụng khoảng 80 đến 86. Họa chăng lắm thì sẽ có một vài người bụng trên 90 đấy. Mã 12 để tặng nhá. Con này đến từ thương hiệu iSpoi. Bụng 78, dài 102 và ống 21. Chúng ta sẽ có một con quần kaki màu. Con này làm rất giống Dickie ấy. Một con kaki màu. Con này màu gì? Con này mới đét đèn đẹp nhỉ. Con này là màu xi măng. Tím khoai môn. Ờ, con này là màu khoai môn đúng không? Mã tiếp theo ạ, mã 13. Bụng 84, dài 92 và ống 18 ạ. Hàng của Annie ạ. Chỉ có hàng của Annie nó mới làm này thôi. Kaki nhưng mà lại có dây rút ở trong nhé. Đó, một chiếc quần kaki với độ mới rất cao của Annie. Bọn này nếu mà anh em mà mua mới nhé, là chắc chắn trên 1,4 triệu một con. Không rẻ hơn nữa đâu ạ. Em bán 180 thôi. Em đi nghiên cứu giá chán rồi. Mã 14 là Aniquilo gốp. Dòng gốp nhá. Cái vải nó là vải kiểu, anh em biết cái vải gió. Đấy, nó giống vải gió nhưng mà nó lại thiết kế theo kiểu form lịch sự. Bụng 86, dài 96 và ống là ống 18 ạ. Cái dòng này mặc mùa này rất là sướng này. Mặc cảm giác rất giống với cả vải đuôi. Anh em nhìn kỹ, hàng đẹp. Tiếp đi ạ. Kaki trắng luôn. Chúng ta sẽ đến với một con kaki màu trắng tinh. Bụng 88, dài 95, 96 và ống là ống 19. Con này cũng của Ani luôn. Và kaki này là màu trắng nha. Con này trắng lắm, trắng như là bây giờ trắng kiểu gọi là không có một vết bẩn luôn, da man nha. Con này thì thực ra là ống của nó là ống sắn, thế nên là nếu mà ấy xuống thì ống của nó khoảng 102, 103 anh em ạ. Đây, các bạn ấy là các bạn ấy đo là đo luôn lúc mà nó sắn. Đây. Ống này là 102, 103 nhá. Còn bình thường thì không biết là sắn lên có đẹp hơn không. 16 ạ, chúng ta sẽ đến với thương hiệu Seamus Denim Made with Love. Bụng 78, dài 95 và ống là ống 15. Hàng Hàn tiếp. Những cái con hàng kiểu như thế này thì dã man nhỉ, mới thế. Những con hàng như này thì chỉ cần check đúng mỗi cái form thôi và màu thôi. Chứ còn thực ra là nếu mà kể cả là có những cái hãng quần kaki, ví dụ như là trừ cái bọn kiểu bọn Ralph Lauren ấy, thì nó sẽ theo cái kiểu câu chuyện là nổi hẳn. Hoặc là giống như bọn này này, Nike Gop này. Đây là một con quần kaki của Nike. Thì là anh em sẽ biết, chứ còn nếu mà đọc các cái thông số khác thì chắc chắn anh em không biết đâu. Bụng 78, dài 98 và ống 22 với mã 17. Một con kaki của Nike. Và con này chắc chắn này mặc đi đánh gôn này. Quần rất đẹp luôn. Hàng của Nike. Tức là kể cả là có đọc thương hiệu ra thì anh em cũng không biết đấy là thương hiệu gì ấy. Bởi vì kaki nó không giống như kiểu những cái sản phẩm phong cổ bẻ. Thương hiệu rất dễ nhận diện. Thì kaki thương hiệu nó khó nhận diện hơn. 18 ạ. Pino. Chúng ta sẽ đến với một con kaki màu đen. Với bụng 88, dài 91 và ống 17 nhá. Con này đen xì nhá. Này.
Em bán có 180 thôi. Nên là anh em vui lòng lưu ý giúp em để săn nhanh nhé. Chứ còn bây giờ không thể rẻ hơn được nữa. Rẻ hơn nữa là em vỡ nợ ấy. Tiếp tục ạ, chúng ta sẽ đến ngay với mã 19. Một con quần nâu với bụng 88, dài 90 và ống 18 ạ. Đây là một chiếc quần high quality này, 100% cotton. Dã man không? Hàng Hàn nhé. Mới như mới luôn. Anh em sẽ chỉ cần xem form của bụng và độ dài thôi. Còn ống bộ này toàn là ống kiểu ống suông ấy. Dễ mặc. Ba chầu PT 2000 với mã 20, bụng 84, dài 91 và ống 16. Lâu lắm mới thấy cái thương hiệu này. Quần màu bã trầu nhá. 180.000 bao ship. Tức là mỗi một con quần này tiền đóng gói, tiền ship nữa là nó rơi vào đâu đó khoảng 30.000. Thì mỗi con quần này bọn em cầm về được 150. Thế thì anh em mới biết là em bán giá như thế nào. 21 ạ, Lady Bower, bụng 88, dài 93 và ống 21. Em bán được rất nhiều con này rồi. Đây là một cái dòng gọi là dòng kaki, dạng vải kaki dày. Bọn này nó thiết kế lúc nào cũng là vải kaki dày nhá. Nồi đồng cuối đá, ai mặc đi chơi cũng được mà đi lao động cũng được. Nói chung là mấy cái con này thì nó sẽ rất là bền. Chất này rất là bền, nhưng mà hơi nóng. Tiếp theo ạ. 22 ạ, C22, bụng 82, dài 116 và ống 23. Đây là một con của thương hiệu Fever. Cái hàng này thì form rất đẹp. Và già trẻ lớn bé mặc đấy, em sẽ để xa xa ra một tí để mọi người nhìn. Còn quần ấy, hàng nhà em là không có một vết bẩn đấy. Hàng nước một đấy, gấu không có rách xước gì đâu. Hàng càng ngày càng đẹp và giá càng ngày càng rẻ. Tiếp tục chúng ta sẽ đến ngay với mã tiếp theo. Chúng ta sẽ đến với một con hàng của Pazini với mã 23. Nghe cái tên là đã biết là cái thương hiệu này đến từ đâu rồi đúng không? Bụng 84, dài 98 và ống 16 ạ. Con này form slim nhá. Con này thì màu của nó là màu xám đậm. Không một vết bẩn. Gấu quần không rách, không xước nhá. Mở hàng ra kiểm tra thoải mái trước khi nhận giúp em. Tiếp ạ. Trưa mai thì em sẽ để thêm một lô quần ngố nữa, giá 150 để cho mọi người săn. Mã tiếp theo chúng ta sẽ đến với Spritz Organic. Và chúng ta sẽ đến ngay với một con với mã 24, bụng 80, dài 110 và ống là ống 15-16. Con này là một con màu kem. Và form của nó sẽ là form slim. Đây, ở đằng sau này nó sẽ có một cái tag kim loại của hãng ở đây. Toàn quần hãng đấy. Tiếp ạ. Màu kem tiếp ạ, mã 25. Một con này mới thế. Chúng ta sẽ đến với Tiger Hull. Tác, giống tác của bọn KH nhé, da thật đấy. Bụng 82, dài 103 và ống 18 nhé. Anh em yên tâm đi, hàng đợt này, thậm chí là những đợt về sau nữa, em sẽ cố gắng biến kênh của em trở thành cái kênh mà hàng đẹp nhất, giá rẻ nhất cho mọi người chơi. Yên tâm, em giữ lời hứa là em sẽ làm bằng tất cả mọi cách để giữ được cái điều đấy. 26 ạ, bụng 80, dài 93 và ống 19 ạ. Chúng ta sẽ đến với thương hiệu Bayzi. Đây là một cái con màu nâu đậm, kaki. Khá đơn giản nhé. Đọc lại form size này, bụng 80, dài 93, ống 19. Mã tiếp đi ạ. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một con bụng 84, dài 104 và ống 22 với mã là mã C27. Chúng ta sẽ đến với Giordano. Cái hãng này thì bình thường là nếu mà em mở ra ấy, thì em mở ra là rách kẹt đấy. Tức là áo gió ấy, thì em mở ra được của hãng này nhiều, nhưng mà áo phông của bẻ ít ấy. Thi thoảng mới mở được một con. Và bây giờ thì chúng ta sẽ có thêm cả quần kaki nữa. Này, Annie mới chưa? Chúng ta sẽ đến ngay với mã 28, bụng 84, dài 92 và ống là ống 21 nhá. 91, 92 đấy, độ dài. Quần này mà anh em cứ cao khoảng 1m65, 1m70 mặc thoải mái. Đây như em cao 1m73 đây. Đấy thì mấy con này là sẽ vừa. 29 chúng ta sẽ đến với một con hàng rất đặc biệt. Đây là một trong số những cái hãng mà em không thể ngờ được là trong kiện của Hàn Quốc em có thể mở được. Một cái hãng rất nổi tiếng của Việt Nam. Đó là hãng May 10. Đây là một chiếc quần của May 10. Mã 29, bụng 80, dài 96 và độ rộng ống là 21. Một con màu nâu đậm của May 10. Và chúng ta sẽ có cái con này với giá 99.000 cho hai chuyển khoản. Thương hiệu Việt Nam, thế nên em sẽ để giá rẻ hơn thôi. Mã tiếp theo, Roberto Mocari, Italia.
Chúng ta sẽ đến với mã 30, bụng 90 là 106 và ống 25 nhé. Con kaki này thì anh em về nếu mà giả sử như là nó hơi rộng quá, ống nó hơi rộng quá các thứ thì anh em có thể sửa được. Nó sửa dễ hơn quần bò rất là nhiều. Quan trọng nhất là cái chất ấy, cái chất mặc vào người nó rất là sướng. Tiếp ạ. Chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với màu kem đậm với mã 31, bụng 88, dài 98 và ống 21. Chúng ta sẽ đến với hàng của Gu Nhật Bản. Một con quần màu kem với độ mới cực cao. Đó. Anh em nào mà cứ kêu là em mãi không lên kaki ấy, thì hôm nay em sẽ lên một cái clip kaki rất rẻ để cho anh em ai săn cũng được. Người giàu người nghèo bây giờ săn được hết. Không cần thiết phải giàu có thì mới chơi được hàng hiệu. Bây giờ là tiền ít nhưng mà sẽ có được những cái thứ rất hay. Việt Tiến này với mã 32, bụng 78, dài 98 và ống 21. Ở trong cái kiện của Hàn Quốc ấy, riêng cái kiện quần kaki của Hàn Quốc thì chỉ có hai thương hiệu quần kaki của Việt Nam thỉnh thoảng sẽ xuất hiện là Việt Tiến và May 10. Chỉ có hai thương hiệu đấy thôi. 108 luôn ạ. Bởi vì con đấy nó rất là mới nhá. Zara Man với mã 33. Tem Zara lúc nào thế này. Cứ lúc nào chữ Nhật. Bụng 84 dài 105 ống 16 á. Chúng ta sẽ đến với một con Zara với chất liệu là chất liệu kaki nhưng mà là kaki mỏng. Vải nó giống vải đũi anh em. Cái họa tiết của nó là họa tiết kẻ ô vuông. Đọc lại form size nhé. Đây, tem Zara Man này. 33, bụng 84 dài 106, 05, 06 và ống 16, 17. Tiếp. Các cái trắng của Aniquilo ạ. Chỉ có bọn Aniquilo nó mới thiết kế theo cái kiểu có cả dây rút ở phía bên trong như này. Dành cho kaki. Đẹp chưa? Ủa, con này mới thế. Bụng 88 dài 94 và ống 19 nhá. Con này cũng là ống sắn. Mặc kiểu bước xuống từ Mercedes ấy. Em thấy các chú, các bác thích đơn giản là các chú hay mặc theo kiểu đấy. 35 mà bụng 88 dài 90 và ống 19. Con này của thương hiệu Blue Label. Cái form này người Việt mặc rất dễ nhá. Bởi vì người Việt không thực ra là để mà một người mà có tuổi ấy, ở Việt Nam ấy, mà cao trên 1m8 thì thường thường rất ít. Thế nên là cái khoảng size từ 65 đến 72 như này rất dễ để bán. Chính là kiểu cái form size mà nhiều người sở hữu cái form size đấy nhất. Với độ dài quần đâu đó khoảng 95 đến 100 là đẹp nhất. 36 ạ. Độ rộng ống là 88. À nhầm, rộng bụng 88 dài 100 và độ rộng ống là 23. Chúng ta sẽ tiếp tục với mã 36. Và chúng ta sẽ tiếp tục với một con Aniquilo. Mọi người nhá, nếu mà mọi người không biết tìm tem ở đâu ấy thì nó sẽ có hai ba dạng. Một là tem ở phần đưa mã này đây. Đây nhá, em sẽ chỉ cho mọi người. Một là phần ngang hông này là một cái nhá. Hai là phần này. Ba là phần dưới túi. Và bốn là phần ở trong túi ở đằng sau. Đấy, đấy là chỗ để tem của những con quần kaki. Có nhiều con ấy nhìn tưởng không có tem nhưng mà lục ra thì tem nó ở đằng sau túi. 37 ạ. Zara Man, bụng 80 dài 101 và độ rộng ống là 17. Con này là size 30 này. Màu nâu đậm. À không, không phải nâu đậm, xám đậm. Hàng của Zara. Mới đét luôn. Mặc phải được 2-3 năm nữa. Mà giá nó rẻ. Frigo với mã 38 ạ, bụng 82 dài 108 và ống 24 nhá. Đây là một em quần với chất liệu khá dày. Đây là kaki dày. Kaki dày màu kem. Con này có một vài vết ở đằng sau rồi, con này em sẽ để tặng nhé. Ai mang về giặt giúp em. Tiếp ạ. Mã tiếp theo chúng ta sẽ đến ngay với mã 39. Chúng ta sẽ đến với thương hiệu Lin. Bụng 88 dài 99 và ống là ống 16 nhá. Con Lin này nó sẽ thiết kế theo kiểu cúc của 501 nhưng mà là cúc lộ. Con này em cũng sẽ để tặng luôn. Bụng 88 dài 99 và ống 16. Con này thậm chí là cái tem phía bên trong của con Lin này thậm chí nó còn chưa bóc ra luôn. Đây là mã 39. Con này cũng mới. Tặng. Cái thiết kế cúc nó hơi dị. 40 ạ, N2 Quality. À Qualified. Quality Clothing luôn này. Cái thương hiệu N11 này của Hàn. Bụng 86 dài 99 và ống 21. Màu kem nhá. Con này màu kem đậm. Nó gần chuyển, sắp chuyển sang màu nâu rồi anh ạ. Đây. 108 luôn. Tiếp ạ. Mới thế. Bin Pole với mã 41. Cái bọn Bin Pole này luôn luôn là làm theo cái kiểu rất màu sắc.
kể cả là quần này. Hàng của Bimbo này nha, con này thì mới lắm và rất đẹp, nhưng mà màu thôi, màu hơi dị. Bụng 80, dài 100 và ống 18, mới đét đèn đẹp luôn, nhưng mà màu nó hơi dị anh em. Tiếp ạ. Mã tiếp theo chúng ta sẽ đến ngay với con Underwood, một con với mã 42. Underwood, và con này lại tiếp tục là hàng Hàn Quốc tiếp. Chúng ta sẽ có một phần cạp ở phía bên trong rất màu sắc. Quần thì là màu rêu, bụng 80 là 109 và ống là ống 22. Mấy con này về anh em chỉ cần quan tâm đến chất và vòng bụng thôi, còn ở dưới có thể sửa được. Nếu mà kiểu form nó rộng quá thì anh em có thể sửa nó về form slim, đơn giản. Number 9 tiếp ạ, với mã 43. Vừa nay chúng ta có một con number 9, bây giờ có thêm con nữa. Bụng 82 dài 102 và ống 18 nhé. Con này không mới lắm. Cái này không biết là có phải bụi bặm không hay là nó bị cũ. Anh em cứ về giặt qua rồi anh em, mã em sẽ để tặng. Hai con màu đen sẽ là hai con cuối cùng với mã 44 và 45. 44 bụng 78 dài 95 và ống 17. Chúng ta sẽ đến với thương hiệu WDB Collection. Đây là một cái con quần kaki khá là mỏng, size 29. Mới nhỉ. Tiếp ạ. Và mã cuối cùng ngày hôm nay sẽ là kaki chun với mã 45, hàng của H&M. Bụng con này khoảng 80, dài 102 và độ rộng ống là 15. Tại sao em lại nói là khoảng? Là bởi vì nó là chun dây rút đấy. Thế nên là có thể ra vào khoảng 2 cm. Kaki chun nhé. Ok, cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều đã đến với clip vào buổi tối của em. Và ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục sale nữa. Trưa mai thì để em xem nè. Bây giờ em đang hơi buồn ngủ tí. Nếu mà giả sử lên được thì trưa mai chúng ta sẽ lên ngay với sản phẩm quần ngố với giá 150 nhé. Bye bye và hẹn gặp lại tất cả anh em vào trưa mai.